Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, Mỹ chỉ trích Bắc Kinh. Mỹ đã hết sức quan ngại về các báo cáo cho hay Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam ở gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Agathos nói trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm 6 tháng 4 năm 2020. Vào tối 2 tháng 4, giới hữu trách ở Quảng Ngãi cho báo chí biết một tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ, người của tỉnh, đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế đã nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc kể từ năm 1974. Đây là hình ảnh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Agathos. Một ngày sau vụ việc, vào tối ngày 3 tháng 4, Trung Quốc đã trao trả 8 ngư dân Việt Nam là thuyền viên của tàu cá bị đâm chìm. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Morgan Agathos, gọi vụ đâm tàu vừa qua là động thái mới nhất nằm trong một chuỗi dài các hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền trên biển bất hợp pháp và đầy bất lợi cho các nước láng giềng ở Đông Nam Á quanh Biển Đông. Trong bản tuyên bố ngày 6 tháng 4, bà Morgan Agathos liệt kê một số hành động được xem như là Trung Quốc lợi dụng đại dịch cúm Vũ Hán bùng phát trên toàn cầu để khẳng định các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp ở Biển Đông, bao gồm việc Bắc Kinh công bố các trạm nghiên cứu mới đặt trên các căn cứ quân sự được xây dựng trên đá chữ thập và đá Subi và cho máy bay quân sự đặc biệt hạ cánh trên đá chữ thập. Vẫn theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc cũng tiếp tục triển khai lực lượng dân quân biển quanh quần đảo Trường Sa. Bà Agathos lưu ý trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ trên bản đồ Biển Đông đã bị tuyên truyền là một tuyên bố chủ quyền trên biển bất hợp pháp. Trong phán quyết vào hồi tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài được lập ra theo Công ước Biển 1982 và quan điểm này được Chính phủ Hoa Kỳ chia sẻ, nữ phát ngôn viên khẳng định. Và chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để chống lại đại dịch toàn cầu và ngừng khai thác các quốc gia khác bị phân tán tư tưởng hoặc trong trạng thái bấp bênh để bành trướng các tuyên bố phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói như vậy. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói yêu cầu phía Việt Nam chỉnh đốn ngư dân của mình không xâm chiếm vùng biển Tây Sa, tức Hoàng Sa của Việt Nam. Bắc Kinh đáp trả lại yêu cầu của Hà Nội về vụ tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Ngãi là do tàu cá của Việt Nam đâm vào mũi tàu hải cảnh Trung Quốc. Luận điệu này của Bắc Kinh bị nhiều người phản bác và cho rằng không khác mấy lời những luận điệu của cơ quan chức năng Hà Nội khi cho rằng một người dân bị gãy xương là do va vào gậy điều khiển của cảnh sát giao thông. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh vào hôm 3 tháng 4 năm 2020 lên tiếng tố ngược tàu cá Việt Nam chủ động đâm tàu công vụ Bắc Kinh ở Biển Đông khi tàu cá chìm và nhân viên công lực nước này giang tay cứu 8 ngư dân. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 4, một tàu cảnh sát biển Trung Quốc trong một cuộc tuần tra thường lệ phát hiện một tàu đánh cá Việt Nam đang đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển nội địa ngoài khơi đảo Tây Sa của Trung Quốc mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa của Việt Nam và ngay lập tức yêu cầu nó rời đi. Tàu Việt Nam từ chối và bất ngờ rẽ mạnh về phía tàu Trung Quốc. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất để giữ khoảng cách, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã bị hút vào mũi tàu và tàu đánh cá của Việt Nam sau đó bị nước vào và chìm. Tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã ngay lập tức thực hiện chiến dịch giải cứu và cả 8 ngư dân Việt Nam đã được giải cứu mà không có bất kỳ thương tích nào. Và tàu cảnh sát biển của Trung Quốc để cho ngư dân đi sau khi hoàn thành các thủ tục điều tra và thu thập bằng chứng cần thiết. Bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói như vậy. Đây là hình ảnh 3 tàu hải cảnh Trung Quốc uy hiếp rồi đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào hôm 2 tháng 4 năm 2020. Trong một thời gian, các tàu đánh cá của Việt Nam thường xuyên xâm nhập lãnh hải và vùng biển nội địa ngoài khơi đảo Tây Sa của Trung Quốc, mà Việt Nam nói là Hoàng Sa, và xâm phạm chủ quyền đánh bắt cá ở phía Trung Quốc. Họ đã phớt lờ và thậm chí có những hành động nguy hiểm để chống lại việc thực thi pháp luật của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và lên án với Việt Nam về vấn đề này và yêu cầu phía Việt Nam nghiêm túc thông báo cho ngư dân của mình và chỉnh đốn các hoạt động đánh bắt cá của họ để đảm bảo sẽ không xâm phạm vùng biển liên quan của đảo Tây Sa Trung Quốc hoặc thực hiện các động thái nguy hiểm chống lại việc thực thi
pháp luật của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Ánh cho hay như vậy. Không lâu trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng thì cho biết với hành vi đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Ngày 3 tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ của tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân của Việt Nam. Cũng theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, đến ngày 3 tháng 4 năm 2020, 8 ngư dân của Việt Nam trên tàu Quảng Ngãi đã được tiếp nhận an toàn, và Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định như vậy. Đây là hình ảnh đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò ôm trọn biển Đông của Việt Nam do Trung Quốc tự vẽ lên. Trung Quốc từ lâu đã tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn bao trùm tới 80% diện tích ở biển Đông, đã bị tòa trọng tài thường trực ở La Hay bác bỏ trên cơ sở pháp lý vào hồi năm 2016. Quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa, thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc nổ súng, cưỡng chế quần đảo này, khiến 74 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa tử trận và quản lý các đảo này cho đến nay. Ngày 30 tháng 3, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư công hàm lên Liên Hợp Quốc, phản hồi hai công văn mà Trung Quốc đưa ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 và ngày 23 tháng 3 năm 2020. Vào hôm 23 tháng 3, Trung Quốc gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản hồi tài liệu của Philippines cho rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa và vùng biển gần kề, có quyền chủ quyền và quyền tài phán với các vùng biển liên quan, với đáy biển và lòng đất. Bắc Kinh cũng cho rằng mình có quyền lịch sử ở Biển Đông dựa trên bằng chứng lịch sử và pháp lý. Trong công hàm phản hồi tài liệu của Malaysia vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, Trung Quốc cho biết nước này có chủ quyền với quần đảo ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Trung Quốc cũng nhắc đến quyền lịch sử ở Biển Đông. Và quần đảo Nam Sa và Tây Sa là cách Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp bản chính công hàm phản đối của Việt Nam đệ trình lên Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Việt Nam phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại các công hàm trên. Các yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Công hàm ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Việt Nam cho biết. Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhắc lại Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam cho rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, viết tắt là UNCLOS, là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam phản đối các yêu sách ở Biển Đông vượt quá những giới hạn được quy định tại UNCLOS. Trong đó có yêu sách quyền lịch sử, các yêu cầu này đều không có giá trị pháp lý. Công hàm ngày 30 tháng 3 cho biết như vậy. Theo phái đoàn của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, lập trường nhất quán của Việt Nam về các vấn đề nêu trên đã được khẳng định trong nhiều văn bản lưu hành tại Liên Hợp Quốc và các đệ trình, tuyên bố gửi các cơ quan quốc tế liên quan. Và phái đoàn cũng đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lưu hành công hàm ngày 30 tháng 3 của Việt Nam đến tất cả các quốc gia thành viên của UNCLOS cũng như tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh chụp vệ tinh vào ngày 28 tháng 3 năm 2020 cho thấy máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống đá chữ thập thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mới đây, ngày 29 tháng 3, Trung Quốc lại ngang nhiên đưa máy bay quân sự ra quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp vệ tinh của công ty IMEC International của Israel đăng ngày 29 tháng 3 cho thấy máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc hạ cánh trái phép trên đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, Tân Hoa Xã đã ngang nhiên đưa tin Trung Quốc lập hai trạm nghiên cứu trên hai đảo đá chữ thập và Subi cũng thuộc quần đảo Trường Sa. Hai cơ sở này theo dõi, đo đạc các thay đổi về hệ sinh thái biển, môi trường tại các vùng biển này. Hai cơ sở được cho là cùng tổ hợp với trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc xây dựng trước đó ở đá Vành Khăn và Trường Sa. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế không thể tin vào việc Bắc Kinh đưa ra những tuyên bố về việc xây dựng cơ sở
ở bãi đá chữ thập và Subi là để nghiên cứu khoa học. Động thái xây dựng trạm nghiên cứu ở bãi đá chữ thập và bãi đá Subi là chiêu trò khá quen thuộc từ Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên lợi dụng những lúc tình hình phức tạp, các nước có những quan tâm khác thì ra tay hành động, và đặc biệt trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán toàn cầu này thì Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh những hoạt động trên Biển Đông. Và Việt Nam là một quốc gia với gần 100 triệu dân nằm sát với Trung Quốc. Suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của mình, đất nước này luôn phải hứng chịu những đợt xâm lăng từ người láng giềng phương Bắc. Nhưng điều tệ hại nhất trong thế kỷ qua đó là việc những người làm cách mạng ở Việt Nam đã đưa ra và lựa chọn sai lầm khi cùng Trung Quốc mang thứ chủ nghĩa cộng sản về gieo rắc bao đau khổ cho nhân dân. Và hàng triệu sinh mạng người dân của cả hai miền Bắc và Nam Việt Nam đã bị giết hại vì loại học thuyết đầy đau khổ này. Một chính sách thoát chung, toàn diện và triệt để để quay về với dân tộc là sự lựa chọn sáng suốt lúc này mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải thực hiện. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.